แล้วก็ข้าวขาหมู3จานไม่กว่าได้ยี่แฟกเว้ยน่ะยอแฮวหำไอ้ยอยอแฮวหำนึงมาหำเมมหยงลูกเนี่ยไหนได้giống như kiểu pha lấu của Việt Nam không ạ? Khá mua 1 chán. Khá mua chơi chơi. Nhi mà thì mấy chén chơi chơi mấy nhỉ? 3 chán. Thì đã ha. Khá mua nha, 1 chán. Bên kia hình như là vào cả nhà ơi. Đây là mùi rất là thơm, thơm tỏi ớt luôn. Wow, như là chả cá sốt ớt. Và đây là ngày thứ tư Thái ở Thái Lan. Và mọi người luôn luôn alo và nhắn tin Thái hỏi Thái đi tour có ai. Thì đây là tour của cô Ba nha mọi người. Cô Ba còn hỏi dữ quá hen, có nhiều em nói chết trường rồi lấy gì để nói nữa. Xin chào cả nhà. Cô Ba thì nói tóm lại là mai mốt mà ai có đi du lịch ở nước ngoài hay là đi Thái Lan thì đi kiếm cô Ba ha. Kiếm Ba, cô kiếm cô Ba ở đâu? Đây là đúng là nhân viên ở trên mạng xe duyên cho Nhật giới với em gặp nhau luôn hen. Đúng rồi. Quá trời gặp nhau, quá có duyên luôn. Đây, hôm nay gặp YouTuber Thái Nhà Biển rất là nổi tiếng luôn. Trời ơi, chứ bà đâu có ngờ là nổi tiếng. Thì bữa trưa nay cả đoàn đang dùng tiệc ăn trưa ở trên tòa nhà 86 tầng. Thì trong chương trình đi nước ngoài ở Thái Lan lúc nào cũng có cái bữa ăn trưa này hết. Thì nếu như mình có duyên á, mình sẽ gặp trực tiếp ở ngoài nha. Và cô Ba là một người có thật ở ngoài đời sống nha. Cả nhà ơi, giờ thì Thái và Ba sẽ ăn trưa tại nhà hàng ở Việt Nam mình. Thì Thái đã dắt Ba đi ở Lăng Mắt. Và đây ở Thái Lan vẫn có tòa nhà cao. Và ở đây Thái đã từng thưởng thức rồi. Trên này món ăn thì cũng tương đối là dễ ăn. Và hy vọng Thái dắt muốn quay ẩm thực của Thái Lan gửi đến cho cả nhà. Nhưng mà bởi vì đặc điểm ở Thái Lan những món ăn đa phần là chua và cay. Nhưng chua và cay thì Ba hầu như là không hợp cho lắm. Cho nên là những video ở bên Thái Lan thì hầu như Thái sẽ chia sẻ về hành trình của hai cha con, đi những kỷ niệm và những địa điểm nào. Thì sáng nay Ba với Thái là đi Big C nè, rồi Chinatown nè, rất là nhiều nơi. Và hy vọng lên tầng 86 hay là tầng 76 gì đó thì tùy thuộc vào ăn ở tầng nào cả nhà. Thì Thái sẽ chia sẻ một số món ăn ở Thái Lan. Và sau đó thì hai cha con mình sẽ đi chùa Phật Vàng cũng rất là nổi tiếng. Có một số điểm tour trong du lịch Thái không chia sẻ bởi vì đó là thời gian mà Thái đi cùng tour nè. Và hy vọng đây là chuyến đi hành trình của hai cha con mình. Và sẽ nếu như mà có tiền bán nước mắm thật là nhiều thì Thái sẽ Ba và Ba sẽ đi Singapore, Malaysia. Ba thích đi nước nào nữa? Alo. Ừ. Nước nào cũng được. Nước nào cũng được. Nước nào cũng được. Chỉ có bán nước mắm xong rồi đi. Bán nước mắm xong rồi đi. Ba ở nhà Ba phải đóng thật nhiều nước mắm nha. Đúng rồi. Ok. Giờ này mọi người cùng Thái và Ba tham quan ẩm thực thì Thái sẽ để điện thoại bên dưới nha. Tour này Thái đi là 6.960.000. Và cảm ơn cameraman bạn Phát rất nhiều. Giờ thì cùng đi với lại ba con mình nha. Let's go. Cả nhà ơi, hiện tại là trên tòa nhà rất là đông và rất là nhiều tour. Và hiện tại tour và Ba và Thái đang ở tầng số 19. Ở đây thì cách phục vụ Thái rất là thích luôn. Trong khi chờ đợi sẽ có bánh ăn nè. Đây, rất là nhiều loại bánh phồng nha. Và có cả nước uống nữa. Đây, Thái rất là thích những cái ly ở nơi đây là cả nhà. Ly bằng giấy nha. Đây, như gì nè. Đó. Ở đây rất là nhiều loại nước uống để cho mình chờ đợi. Thái sẽ uống nước cam. Đây. Đây cái ly rất là cưng mọi người. Vô.
cả nhà, hiện tại là Thái với Ba đang ở tầng 76 nha. Đây, cái view này ngắm rất là đẹp luôn. Thái sẽ quay cho mọi người xem nha. Trước khi đi lấy đồ ăn và giới thiệu tất cả các món ăn cho mọi người, thì đây là cái view. Chào chị nha. Đây. Đó. Cái view rất là đẹp nha mọi người. Đây, đường cao tốc nè. Wow. À, đường cao tốc mình ngắm nè. Rất là đẹp luôn. Và Thái cũng đã từng ăn ở nhà hàng này rồi. Dạ. Nên là giờ Thái muốn chia sẻ mọi người, tại vì ở đây rất là nhiều món ăn và phù hợp với lại người Việt Nam mình. À, phù hợp với Ba nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Ba không ăn được chua và cay. Ở đây rất là nhiều món cho Ba lựa chọn. Đi thôi Ba ơi. Này. Giờ mình sẽ lấy đĩa và mình sẽ đi một vòng. Này. Đi một vòng giới thiệu ẩm thực trước cho cả nhà xem nha. Đây là tôm nè. Ồ, tôm và bạch tuộc. Cái này là để nấu tôm rum hoặc là mình bỏ lẩu bên này. Này tôm nè, tôm thẻ. Này là rau của mực lá đại dương. Đây là vẹm xanh nè. Đấy, những con vẹm này nướng hoặc bỏ lẩu cũng rất là ngon. Ở đây rất là nhiều món ăn luôn. Có cả món Âu nè, món Ta nè, và có cả bên Nhật nữa. Đó, đồ ăn sẽ trải dài xung quanh khu vực này luôn Ba. Ồ. Và đây là nước sốt để mình ăn với lại bánh mì và mì Ý. Đây mì Ý. Bên này là bên này là kiểu như trứng ở dưới và có cả tôm. Thơm quá. Đây món này nè cả nhà dịch được không? Anh món này là món gì anh vậy? Ngon lắm anh. Đây wow. Wow. À không hải sản. Ở trong là trứng anh. Wow. Trứng hấp. Họ tí nữa Ba ăn thử cái món này nha. Có seafood. Đó, Thái nói vậy và hy vọng đầu bếp ở đây sẽ hiểu mọi người. Tôm tươi ngon luôn. Wow. Có vẹn xanh nữa. À, rất đẹp. Và đây là món chả hấp của Hàn Quốc. À. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha cả nhà. Wow. Đã lắm. Thời tiết mà đi vào mùa đông mà lạnh lạnh á hoặc là mùa thu á, mọi người có thể ghé bên này. Này, tất cả các loại nè, đây là rau củ quả, bên này là chả hấp. Ở đây rất là nhiều luôn, mọi người có đến Thái Lan á, nếu như mà không ăn được đồ Thái và chua chua cay cay á, mọi người có thể lên này ăn. Thì yeah. Thái coi thử ở đây là đồ hấp gì nha. Wow. Bánh bao. Này là có cả cháo và súp. Này là bánh mì nè mọi người. Bên này là thịt gà. Này là pizza. Đây, có các bé ăn ở đây cũng rất là phù hợp nha mọi người. Có pizza nè. Và cuối cùng là khoai tây và chả giò. Wow. Nướng thịt nè cả nhà. Bên này là đang hấp bánh bao. Cả nhà nghe tiếng xèo xèo không? Nhìn đã quá à. Rất là thơm nha. Những cái lát thịt này và ăn với bánh mì rất là ngon.
có một anh và một chị. Chị bên kia là sẽ nướng ở trên cái khay lớn á. Ở đây các cô đang đợi nè. View ở đây rất là đẹp luôn. Xin chào. Đây mọi người lấy đồ ăn rồi nè. Đây là phần của ba Thái. Cơm. Chắc ba đang lấy đồ ăn rồi. Đây ba đây nè. Bên này là những topping bỏ lẩu. Có mực giòn nè, rau củ nè, mì, phở. Bên này là các món nước. Này. Đó, mọi người ăn được món Thái thì bên này có luôn nha. Có một quầy riêng nè. Đây nè. À, đu đủ 3 kg này. Này. Đã lắm. Đó, 3 kg này. Ở đây ăn rất là ngon nha mọi người. Thái rất là thích luôn. Thái là một người rất là nghiện mắm, mắm Việt Nam và có cả món đu đủ làm từ mắm của Thái nữa. Này. Rồi, mọi người mua nước mắm thì cứ alo Thái nha với số hotline là 0938 280121. Đây là một cái món bát Thái mà sắp hết rồi. Tí nữa đầu bếp sẽ mang ra. Mì ý trộn nè, nghêu xào nè, cơm. Đây, bên kia hết là đầu bếp bên này đang làm rồi cả nhà. Đó, đã chưa? Kêu một chảo luôn nha, mọi người đừng lo hết nha. Xoài nhãn. Ăn không hết luôn. Ăn không hết luôn. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ. Ăn được cái... Dạ. Đây. Ô bên này là xôi xoài. Xôi xoài, xôi xoài đây. Xôi ở bên Thái rất là ngon. Dẻo dẻo. Đây được chan với nước cốt dừa đang đun nóng nè cả nhà. Đây là xôi sầu riêng, nước này cốt dừa có sầu riêng. Còn bên này là xôi xoài. Thì ngoài chén miệng có xôi xoài, trái cây thì mình còn có chè nữa và kem nữa. Này. Những quả xoài ở đây rất là ngon mọi người, không có chín quá. Ở bên Thái hầu như Thái Lan á, là xoài và sầu riêng á, là ăn vừa chín tới thôi. Rất tuyệt vời. Cảm ơn. Rồi. Nãy giờ ba ăn thấy ngon miệng không? Vâng. Hợp với ba đúng không? Đúng rồi, tìm ở chỗ những cái thứ mà hợp với ba ăn. Hai dĩa. Hai dĩa, ăn dĩa thì xong ăn luôn đó. Dạ, đây là những cái món mà ở đây rất là phù hợp với ba. À, thấy nghĩ này rất là ngon. Ba thử cái món này đi, món trứng hấp hải sản đi, ngon lắm nè ba. Rồi. Cái đó mà chua chan, chan với cơm cũng ngon ba. Đúng rồi. Nóng. Nóng á, thổi nha. Ui da. Ui đã ba. Thơm không? Thơm á. Dạ. Và thơm. Tôm ở đây rất là tươi mọi người. Đây vẹm nè. Vẹm á. Vẹm này không, không biết là phải vẹm Việt Nam hay là vẹm New Zealand đó cả nhà. Ở nhà ăn vẹm New Zealand thì alo Thái nha. Số điện thoại là 0938 280121. Có cả hải sản và nước mắm luôn ạ. Ui. Đã không ba? Tuyệt vời ba. Đây hiện tại là các anh chị mình đang ăn nè. Đó, ăn khí thế luôn. Chào mọi người. Hợp không anh? Thấy mọi người cười là ok rồi mọi người ơi. À, Thái bây giờ sẽ đi lấy những cái món đặc sản của Thái Lan và sẽ review cho mọi người nha. Trên tay Thái đây là món xôi xoài. Đây là xôi sầu riêng. Cả nhà ơi, nãy ba Thái là ăn những cái món truyền thống như là cơm nè, và trứng hấp nè, và thịt heo nè. Hôm nay thì Thái sẽ review món ăn tại tòa nhà 86 tầng và đang được ăn ở tầng 76. Đây là món bát Thái. Đây, món này thì mọi người có thể đi ra bên ngoài cũng rất là nhiều. Nhưng mà ở đây Thái rất là thích món này luôn. Đầu bếp ở đây hầu như là sẽ nấu cho rất là nhiều nước đến tham quan tại Thái Lan. Cho nên là rất là phù hợp. Còn mà nếu mà ăn nguyên mà chất của Thái thì có cây rất là nhiều. Là thường ở những
nơi vỉa hè nè, hoặc là những nhà hàng chiên Thái. Mời mọi người nha. Rất ngon, cái sợi phở rất là dẻo, có vị chua nhẹ thôi, nhẹ hơn bên ngoài. Đó, cái vị nó dẻo 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 á, ăn rất là ngon. À, nếu như cả nhà mà ăn được vị chua thì đây là món bát Thái rồi, đến Thái Lan là phải ăn nha. Nó tuyệt vời. Bên này là món gỏi bạc tía, bữa Thái review nè. Nhưng mà Thái nghĩ là ở đây sẽ không bằng hương vị ở đảo San Hô Pattaya đâu. Ở đây sẽ hơi nhạt. Như Thái đã chia sẻ với mọi người á, mọi người mà ăn đúng vị Thái thì mọi người có thể ăn những cái quán ở bên ngoài. Còn mà những cái mà ở nhà hàng mà chuyên phục vụ cho các tour, các nước đến á, hầu như các món á sẽ là hương vị chung hết cả nhà. Đó là theo Thái cảm nhận nha. Hơi nhạt và hơi chua một xíu. Đúng rồi. Vị mắm ba tí ít hơn á cả nhà. Bên này cái món này là Thái rất là thích. Một lần đến nhà hàng này và đến với Thái Lan á, Thái luôn ăn món trứng hấp. Trứng hấp với hải sản. Nó cũng sẽ có vị chua nhưng mà chua nhẹ và cực cay nha. Đây. Đây. Thì ở đây thì Thái sẽ review ẩm thực ít thời gian một xíu. Thì để cùng tour á đi đến chùa và đi dạo quanh dòng sông, và tiếp theo là sẽ cho cá ăn. Đấy, cả nhà nhớ theo hết video của mình nha. Rất là nóng mà cả nhà. Rất là ngon. Cái này mà cả nhà chan lên cơm ăn á, trộn với cơm cũng được, ngon lắm. Quẹm à. Tuyệt vời lắm cả nhà. Cái món đặc sản của Thái thì cả nhà Thái muốn nhấn mạnh là sẽ có vị chua và vị cay, rất là ngon. Lần nào tới đây mà cũng ăn món này hết. Xuất sắc nha. Rồi mày có chuyện, có chuyện gì mày nói với tí, mày nói đi. Wow. Dạ rồi, hôm nay là em ba với Thảo chuẩn bị sinh nhật cho anh Tiến với lại bé Mai nha. Rồi hai người xin mời. Rồi. Rồi, hai người thổi nào. 2, 3. Thổi cách là sao bà? Lấy cái tay kia, cái dao kia không có chưa sử dụng chị. Rồi, chắc bây giờ em sẽ nhờ mình cùng chung vui ha. Đây, bánh kem là của chơi chế ba và chị Thảo tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh Tiến và chị Mai. Chị Mai đâu rồi? Bé vô phụ nè, bé nhà biển vô phụ nè. Vậy hả? À, bé phá phụ nè. Của các cắt ra nè. Làm tiếng thân lại đó. Của các lấy cái dao, các lấy cái gì? Lấy cái gì cắt ra bà? Có dao rồi kìa. Đây, đây cũng là một kỷ niệm đi tour nha mọi người. Mọi người ơi. Đây cả nhà ơi. Thôi được gót nha. À, mình cắt da to vậy đi, mình ăn rồi. Chung cắt được gia đình cũng được em. Dạ anh Tiến ơi, bữa giờ em có làm gì có lỗi anh nhớ thông cảm cho em nha.
Rồi, cách từng gia đình nha. Chị Mai đâu? Đây. Này chị vô trong đi cả nhà. Đây mời, mời mọi người. Gia đình bên đây cũng ăn no dữ lắm rồi. Ăn một miếng cho vui đi trời. Trời ơi, cô ba và tôi rất là tâm lý luôn mọi người. Đây là bên này. Còn bên này là của anh Tiến nha. 5 triệu tiền tổ chức sinh nhật rồi. Rồi cái chỗ này là cho anh Tiến đi. Đây một cái nè cô ba. Để nó chia chia bên kia đi. Bên này nè. Ê à, rồi. Trời ơi. Thái sẽ lấy bánh mì. Dạ. Mình bỏ vào này. Tùy tâm á. Chế ba. Em cần hỗ trợ. Ở đây gọi là cái gì chế ba? Chỗ này hiện tại em đang đứng là tên là chùa Quách Danh A Quan, hay còn gọi là chùa Xá Lợi. Thì ở phía sau chùa thì là một dòng sông huyền thoại Chao Phraya. Dạ. Chỗ này thì mấy em có một cái hay là mua bánh mì và thức ăn cho cá ăn. Nhớ là bánh mì này chứ cá ăn người không có ăn được nha. Dạ. Cảm ơn cô ba. Đây cả nhà ơi. Mình sẽ ngắm trên dòng sông. Ê ba ơi. Bánh mì nè. Ba để bánh mì gì này là chim bồ câu sẽ đậu trên tay của ba á. Ồ, cá này cả nhà. Đem luôn. Có cửa cắn nữa. Ồ, cắn đó, có cắn đó. Dạ. Cắn mỏng luôn. Mà cá. Cá này là ở Thái Lan là không được phép ăn nha cả nhà. Đây. Cua rồi ăn. Bồ câu. Bồ câu. Ba để lên tay á. Ba để đây nè. Ăn rồi mới ăn. Rồi. Wow. Đẹp quá. Rồi trời hôm nay hơi tối cả nhà. Ba bỏ nhiều xuống ba. Lớn nó tàn, nó tàn. Đó. Ba bị nhỏ nhỏ nhiều xuống. Đây. Nước nó chảy. Bùa. Wow. À, tập kia. Coi trong này là cả nhà. Đây. Đó, cá mồi mồi bên kia lên quá trời cả nhà. Do bên đó đang bỏ đồ ăn nhiều quá cả nhà. Bên này là bồ câu nè. Ba cứ để như vậy nè. Là tí nữa bồ câu tự đậu lên tay ba. Wow. Ồ, cá rồi cả nhà. Cá đang hướng về dòng nước á. Này, từ nổi lên nha cả nhà nha. Ái trời luôn. Dòng sông rất là nhiều cá. Có những con cá màu trắng. Cá này ở Việt Nam là giống giống là con cá cha cả nhà. Đẹp nha. Nước hôm nay rất là chảy luôn. Nước chảy và cá ngoi lên nè.
Bữa nay nước chảy dữ quá, cẩn thận nha mọi người. Nước chảy mạnh lắm đó nha. Tàu đến nè cả nhà ơi, giờ mình đi tàu nha. Xin mời, xin mời, xin mời. Từ từ, từ từ, cẩn thận, từ từ, bước vô mà áo phao. Giờ mình đi tàu, mình đi đâu cô ba nhờ? Qua Ai Cần Siam. Ai Cần Siam, mọi người ơi, đây rất là đẹp nha. Ở đâu? Ở dưới đây kia kìa. Kiếm ơi. Rồi mà áo phao cho gia đình mình ơi. Rồi bước vô nào. Cảm ơn. Xin chào. Ủa là mặc dữ chưa? Mà áo phao vô nha mọi người. Đã đến nơi rồi mà mọi người đang đi lên à. Ở đây rất là đẹp luôn. Đây cũng là một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Thái Lan cả nhà. Hồi sáng nay là mình đi Bixi rồi. Chiều nay là mình đến đây theo tour. Wow. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đây bà của Thái đang đi đằng trước. Đây cả nhà, ở đây là mình sẽ có nhạc nước y như Singapore cả nhà, tầm khoảng 6:30 hay 7 giờ gì đó. Đây là trung tâm mua sắm. Hello Phát. Hello anh Tiến. Đây, mọi người là đang chụp hình này cả nhà. Đây. Rất là đẹp luôn. Ô cả nhà ơi, trong trung tâm này là toàn hàng hiệu cả nhà.
đồng hồ Rolex. Biết khi nào em Thái mới có một cái đồng hồ như thế này. Mình sẽ cố gắng bán nước mắm thôi cả nhà ơi. Đây, mọi người đang đi dạo. Đây chị yêu. Đi ba ơi. Wow, đẹp quá. Trang trí cây đi. Ở đây trung tâm rất là rộng lớn cả nhà ơi. Rồi vali này. Giờ mình sẽ đi dạo vòng vòng xem thử trong trung tâm này như thế nào. Với Thái là ở đây rất là rực rỡ, rất là lớn. Đây, ăn uống, mua sắm đầy đủ. Ba đẹp hả ba? Ờ, đẹp chị luôn á. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Tí nữa mình đi tìm trà sữa mình uống anh Tiến. Bây giờ là mấy anh em mình là sẽ đi dạo. Ô, nước chảy đó. Anh, nước chảy từng giọt xuống luôn. À, có sợi dây nha mọi người. Dạ có. Đây, đồ ăn quá trời này. Wow. Quá trời là bánh kẹo nè. Hôm bữa là mình với ba mình mua cũng hơi bị nhiều. Ở đây chắc là sầu riêng, xôi xoài. Dạ, giờ mình đi tự túc. Đây, me Thái. Một bên này là nước uống nè, đồ ăn nè. Tối xuống đây ăn luôn đi, đi đâu chi chút nữa. Ờ, tối mình ăn ở đây luôn đi. Đấy là trước 6 giờ rưỡi á, ăn ở đây luôn đi. Thật ra mà trước này. Wow. Sao chân gà trắng móc vậy trời? Chân gà rút xương. Anh ăn trộn trộn. Giờ thích cái gì mua ăn nhưng mà không có tiền thì sao anh Tiến? Anh cho mượn năm xị. Này, thiên đường ẩm thực. Nói thật ra thì ở Thái Lan thiên đường ẩm thực rất là nhiều. Tôm hùm nè. Tôm càng. Tôm càng mà con to và bá luôn thôi ba. Ốc nè. Wow. Cái nhà coi trái dừa này cả nhà. À. Bà uống dừa không? Uống trái nha. No hả? Người ta hai con em rất là tỉ mỉ luôn. Một trái dừa rất là tỉ mỉ. Đây không có bị chảy nước ra luôn cả nhà. À. Quán chu chi. Wow. Rất đẹp. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Ba lấy tiền ba trả giùm con đi ba. Này, tay của Thái bên này là hơi bị vướng đó nha. Ok. 80 bạc. Khoảng 56.000 tiền Việt cả nhà. Đây là trái này là để mẫu nha mọi người. Đây nè, đó. Mọi người uống nước dừa nha. Rất là ngon luôn. Ê ba. À. Ba thấy chơi màn hình không ba? Thấy. Cả nhà có thấy Thái mặt đầm và đây trái dừa này mọi người. Và ở dưới là ba nè. Ồ. Hai cha con. Rồi, đi thôi mọi người. Ba ơi đi. Rất là đẹp luôn cả nhà. Bán rất là nhiều đồ nha. Ở đây không thiếu cái gì. Mình chỉ cần có tiền thôi. Mua được rất nhiều. Bây giờ mình không có tiền thì mình quay phim mà mình lưu lại kỷ niệm. Khi nào mình có tiền mình qua mình mua cả nhà ơi. Wow, món sườn này cả nhà. Đây, cùng đi tham quan nha. Mọi người ở đây rất là đông. Rất là nhiều quán ăn luôn. Đó. Cái này mà để quay ẩm thực đó, chắc là mỗi ngày là một món là không biết khi nào mới hết cả nhà. Đây là sầu riêng. Đây. Rất là nhiều nha cả nhà nha. Tôm rum nè. Tôm hùm nè. Này cả nhà thấy không? Con tôm
tôm càng ở đây rất là to, siêu khủng luôn. Ở đây trang trí rất là đẹp, bên này có bán quàng nữa này. Wow, đây là gan bò, thịt bò. Wow, xôi cả nhà. Ô, video này hôm nay là thấy quay toàn ẩm thực cả nhà nhỉ. Chả giò, chả cua, lại sữa đậu nành, sữa đậu nành với lại sữa mát. Đã cả nhà. Cái này đây là bánh thốt nốt nè. Đây là bánh gì đó, bánh bò thốt nốt. Rất là hai hai cái. Ở chính giữa có miếng dừa cả nhà. Đâu như là không mua. Lạ ba ha. Bên này là bán đồ massage. Ô, bên này là nước mát nữa nè. Ô, đã quá. Ba uống nước đây không, thử không? Ba cầm điện thoại. Quán. Nu miu nu su ca. Black coffee, green tea. Cà phê Thái ba. Cà phê Thái. Thái miu tea. Thái miu tea. Thái miu tea. Thái tea. À, trà Thái. Ờ, trà Thái, trà Thái. Trà Thái cả nhà. Oh. Yeah. Rồi ba trả tiền nha. Thomas. Vào cả nhà ơi. Đây là mùi rất là thơm, thơm tỏi ớt luôn. Wow, như là chả cá sốt ớt. Đây một set chỉ có 6 bạc. Wow. Đó. Cái này cay đó ba ha. Cay thì chắc ba mình không dám ăn đâu. Nên là mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết thôi. Ở đây ẩm thực rất là đa dạng nha cả nhà. Bên đây là thịt nướng nè. Đây. Bên này là hạ cảo. Wow. Hạ cảo nha mọi người. Tôm nè. Ở đây có một cái món mà kinh doanh rất là đặc biệt luôn. Đó chính là bún hoặc mì. Mình tự pha với nước chấm. Đây là giá nè. Đó, bắt đầu mình pha với lại nước dùng nào mà mình yêu thích. Có không cay và cay. Đây đầy đủ luôn. 2, 4, 6, 8, 9 nồi nước. Đây, được nấu trên những bếp ga như thế này. Đây. Đó. Như chú này là đang ăn là tự pha này. Rất là nhiều xiên ve nha. Đó. Nếu như đi các bạn trẻ, bác càng trẻ lên đây ăn rất là nhiều xiên ve ngon nha. Ba mình giờ này rất là no ứ ự rồi nè. Ba lắc đầu không? Ba uống không nổi nữa nên là giờ mình sẽ chia sẻ ẩm thực cho mọi người nha. Đây là bánh. Giống kiểu như bánh bò mọi người. Bánh bò lá dứa. Bên này là há cảo nữa này. Nhân tôm, nhân hải sản. Nhân cua các bạn đeo cài rất là dễ thương.
แล้วก็ข้าวขาหมู3จาน đây gọi là gì phép quên à giò heo hầm bây giờ giò heo hầm nhưng mà hầm mềm nhũn luôn nha đây này cái này nó giống như kiểu phá lấu của Việt Nam không mọi người một chén cá mú chơi chơi nhìn mà thấy mấy chén chơi chơi thì mấy chén thịt đá ha cá mú nha một chén bên kia hình như là xương bên này là thịt đây đây cũng có xương này two hundred two hundred three is six Ô cái này được không? Dạ dạ. Đây là kẹo đường trái cây phát rồi. Kẹo đường trái cây. Ô nhúng quả đá. Cái đây là thấy thấy mọi người múc băng ở bên Thái Lan á mọi người. Giờ thì với lại ở bên Hàn Quốc á, giờ Thái có cơ hội rồi nè, mời cả nhà nha. Ờ, ba đi ra ngoài đường hút thuốc rồi. À, cho nên nhờ phép quay. Cảm ơn, cảm ơn. Wow. Đây mời mọi người nha. Rất là ngon. Nhai cái gọt đường mọi người. Đường nó kiểu như meo meo á. Caramel rất là thơm. Thái sẽ kết thúc video tại đây. Và Thái rất là vui khi quý cô chú, quý anh chị luôn đồng hành với ba con nhà Thái. Và đây là video cuối cùng mà Thái đã đến với nước bạn, đó là nước Thái Lan. Và Thái hy vọng quý cô chú, quý anh chị luôn ủng hộ ba con nhà Thái. Bây giờ mình sẽ về Việt Nam. Và kính chúc mọi người sức khỏe và nhớ like và chia sẻ video của Thái nhà biển nha. Giờ Thái bye bye, hẹn gặp mọi người vào clip sau. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đã, đây là muối của bê Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là của Cửa Lấp nha cả nhà. Đây muối được hòa nguyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào hạp. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì các con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái hạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn những quý khách hàng đầu tiên và những quý khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha. Hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái. Mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái nha. Mắm nhảy 100.